Thưa quý vị và các bạn, vừa qua công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và thương mại Đỗ Kiên đã chính thức đưa vào hoạt động trạm kinh doanh xăng dầu, dừng nghỉ và trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 89.07D. Trung tâm đăng kiểm nằm trên đường nối hai đường cao tốc là Hà Nội - Hải Phòng và cầu Rẽ Ninh Bình. Tại km 13+500 trên địa phận xã Vũ Xá, huyện Kim Động, trung tâm có quy mô thực hiện dịch vụ kiểm định xe cơ giới với 6.000 lượt xe trên năm, bao gồm từ việc kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ, kiểm tra đánh giá chất lượng các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, tổ chức nghiệm thu và cấp giấy chứng nhận xe cơ giới, cải tạo kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cho thiết bị chuyên dùng lắp đặt trên xe cơ giới. Đồng thời, thực hiện giám định phương tiện cơ giới đường bộ khi có yêu cầu của cơ quan chuyên môn. Đây là trung tâm đăng kiểm được đầu tư trang thiết bị đồng bộ hiện đại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giúp việc kiểm định phương tiện bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, góp phần đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi tham gia giao thông.